nhận và nhận lời chúc của ban thường trực ban thành giáo thật xuất sắc. Và giờ đây đến tiếp tục là nghi thức mà đôi tân hôn sẽ làm phép cưới, là hai anh chị làm phép cưới với nhau. Và hôm nay tôi cũng muốn khuyên nhiều, và tôi biết rằng đối với chị Teresa Đoàn Thị Oanh là người là thành viên ca viên của ca đoàn Suối Nẻo, hôm nay các ca viên của Suối Nẻo đi rất là đông, và chị đã chứng kiến hàng trăm, không đến hàng ngàn nhưng hàng trăm phép cưới, thì quá nhiều về giáo lý hôn phối thì tôi không cần phải nói nữa. Và đối với anh Thomas Nguyễn Văn Khanh cũng vậy, là một gia đình con cái ông bà cố, rồi có anh làm cha, thì đương nhiên là không những có tài năng mà còn khả năng nữa. Vậy thì mong muốn làm sao dùng cái tài năng kết hợp với người vợ của mình là sao sống một đời sống hôn nhân thật hạnh phúc. Và đấy cũng là điều mà hôm nay chúng tôi chúc tất cả cộng đoàn cũng như tôi sẽ cầu nguyện và chúc phúc cho anh chị như vậy, ước mong gì được như thế. Vậy anh chị thân mến, anh chị đưa nhau tới nhà thờ để xin Chúa công nhận và thánh hóa mối tình của anh chị trước mặt người đại diện hội thánh toàn thể cộng đoàn. Trước kia Chúa Giêsu đã dùng bí tích thánh tẩy và thánh hóa anh chị, giờ đây những người cũng giơ tay chúc phúc và dùng một bí tích đặc biệt làm cho mối tình của anh chị được cao đẹp vững bền, giúp anh chị biện nghĩa thủy chung và đảm nhận những trách nhiệm khác của cuộc đời đôi bạn. Bởi đó, trước mặt hội thánh tôi xin hỏi anh chị, anh Thomas Khanh và chị Teresa Oanh, anh chị thật lòng tự do đến đây kết hôn với nhau không? Khi chọn đời sống vợ chồng, anh chị sẵn sàng thương nhau một xương một thịt và kính trọng nhau suốt đời không? Anh chị có sẵn sàng hy sinh vấn đề con cái là Chúa sẽ ban và sẽ giáo dục đúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Bởi vậy anh chị đã ưng thuận kết hôn thành vợ chồng theo đúng luật Chúa Kitô và hội thánh, giờ đây xin anh chị hãy cầm tay nhau mà cử hành những tín hôn phối và nói lên sự ưng thuận ấy trước mặt Chúa và hội thánh người. Tôi là Thomas Nguyễn Văn Khanh, nên em Teresa Đoàn Thị Oanh, là vợ xin mặt Chúa và thị phó thánh, vợ của Chúa xin mặt chính quyền với em. Cái thị thừa với những gian nan, cái bệnh nạn cũng mạnh khỏe, để yêu thương chúng ta thật là sắp đỡ thương. Tôi là Teresa Đoàn Thị Oanh, nhận em Thomas Nguyễn Văn Khanh làm chồng trước mặt Chúa và hội thánh, và hứa sẽ dẫn lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh nạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh và ngài suốt đời thường. Xin Thiên Chúa quái thương xác nhận xương phần mà anh chị đã tỏ bày trước mặt Chúa và hội thánh. Và xin Chúa quái thương của tràn đầy ơn phúc cho anh chị, xin Thiên Chúa liên kết để mọi người không được thân ly. Con cầu xin nhận ký to Chúa chúng con. Amen. Những chức nhân này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành. Em nhận cái duyên này để làm một sự tình yêu của đạo chúng thầy của anh em sẽ là bà con và thầy thần. Amen. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa đã làm nơi chúng con. Lạy Chúa xin che chở các con cái Chúa. Lạy Chúa xin trở nên thần lý bảo vệ các con cái Chúa.
Chúa thương chứng kiến lễ nghi Chúa đã lập để truyền sinh loài người. Xin Chúa ban ơn hộ vực cho những người Chúa đã phối hợp được yêu thương nhau, hạnh phúc, thánh thiện và bền vững. Cho con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
xin em hãy cầu nguyện để hết.